Mình test cho một bạn cây DG Khốt Nguyên tông son trầm. Loại này thì bên mình đang bán là 950k nhé. Thì phụ kiện của nó thì bao gồm một cái hộp, một hộp giả da như này. Đó, một cái túi nhung, một quyển sách, học sáo bằng tiếng Trung Quốc bọn nhé. Đấy, các bạn không biết tiếng thì có thể xem hình. Cũng không quan trọng lắm. Bên trong này thì có một cái dây treo, một cái a dao, hai gói màng rung và một cái ốp bảo vệ. Cái tờ giấy này thì là cái bảng bấm, cách bấm ngón tay. Đấy, các nốt ở trên này. Rồi mình sẽ đi vào cây sáo. Đây là một cây son trầm. Đấy, trúc rất là già luôn. Trúc này nó bạc hết màu rồi. Mình gõ nghe cong cong rồi. Và dòng này thì bên trong cũng có sơn lòng nhé, nhưng mà nó không sơn đậm như cái dòng Nanjin. Dòng Nanjin 1 triệu. Đấy, dòng này cũng sơn đỏ lòng, nhưng mà nó sơn mình thấy là nó nhạt hơn cái những cái màu sơn sơn lòng kia. Bây giờ mình sẽ test với mic thu âm và beat nhé. Đó, mình sẽ test cho các bạn nghe một ca khúc rất là hot hiện nay. Đó là ca khúc Níu Duyên của ca sĩ Lê Bảo Bình. Thì bài này beat gốc cũng sẽ dùng tông son các bạn nhé. Rồi, mình sẽ cắm mic vào đây. Alo, alo. Ok, bây giờ mình sẽ chơi nhá. Ok, mình vừa test mộc và test thu âm với cái cây DG Khốt Nguyên này. Thì
mùa đông thành ra là thổi hơi xịt, anh em thông cảm nhé. Đấy, cây sáo này thì có giá là 950k và đây là phụ kiện miễn phí vận chuyển. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với mình qua các đường link ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào các bạn.